Cách kích hoạt tính năng đa cửa sổ, chia đôi màn hình Android. Chia đôi màn hình trên điện thoại Android mà một trong những tính năng cực kỳ hữu ích đối với người dùng cho phép chúng ta có thể sử dụng hai màn hình một cùng lúc, bài viết bên dưới sẽ hướng dẫn bạn cách chia đôi màn hình Android cực đơn giản và nhanh chóng. 1. Lợi ích của tính năng đa cửa sổ, chia đôi màn hình. Đa cửa sổ, multi window Hai chia đôi màn hình là cửa sổ đa nhiệm giúp bạn có thể sử dụng cùng lúc hai màn hình như vừa đọc báo vừa xem YouTube tính năng này được hỗ trợ trên Android 7.0 trở về sau. Tính năng này được Samsung phát triển đầu tiên và sau đó cũng được các hãng điện thoại khác áp dụng. Lợi ích của tính năng. thao tác nhanh chóng và tiện lợi khi chuyển ứng dụng qua lại, giúp tiết kiệm thời gian khi chạy hai ứng dụng cùng lúc trên Android. Lưu ý, không phải ứng dụng nào cũng cho phép sử dụng chế độ chia đôi màn hình. 2. Cách chia đôi màn hình điện thoại Samsung, Nokia. Hướng dẫn được thực hiện trên điện thoại Samsung Galaxy A30, hệ điều hành Android 10. Bạn có thể áp dụng tương tự để sử dụng tính năng chia đôi màn hình trên điện thoại Samsung, Nokia hệ điều hành Android 7 trở lên. Video hướng dẫn cách chia đôi màn hình điện thoại Samsung, Nokia. Bước 1: Nhấn vào biểu tượng ba gạch phím đa nhiệm để mở ứng dụng bạn đang sử dụng gần đây. Bước 2: Nhấn vào biểu tượng ứng dụng chọn mở ở dạng xem chia đôi màn hình. Bước 3, chọn ứng dụng thứ hai để hoàn tất việc chia đôi màn hình. Để điều chỉnh kích thước chia đôi của từng màn hình, bạn nhấn vào thanh ngang màu xanh và điều chỉnh lên xuống. Để thoát chế độ chia đôi màn hình, bạn chỉ cần nhấn nút trở về hoặc nút trang chính ở trên điện thoại. 3. Cách chia đôi màn hình điện thoại Xiaomi, Oppo, Huawei. Hướng dẫn được thực hiện trên điện thoại Oppo Reno 2, hệ điều hành Android 11. Các dòng điện thoại Xiaomi, Oppo Huawei với hệ điều hành Android 7 trở lên có thể khác đôi chút về giao diện, nhưng bạn vẫn có thể thực hiện tương tự. Video hướng dẫn cách chia đôi màn hình điện thoại Xiaomi, Oppo, Huawei. Bước 1. Nhấn vào biểu tượng ba gạch phím đa nhiệm để mở ứng dụng bạn đang sử dụng gần đây. Bước 2. Nhấn vào biểu tượng hai chấm của ứng dụng, chọn chia màn hình. Trên một số dòng điện thoại, sẽ có biểu tượng hai hình chữ nhật thay vì biểu tượng hai chấm. Bước 3. Chọn ứng dụng thứ hai mà bạn muốn sử dụng. Để điều chỉnh kích thước chia đôi của từng màn hình, bạn nhấn vào thanh ngang màu đen và điều chỉnh lên xuống. Để thoát chế độ chia đôi màn hình, bạn chỉ cần nhấn nút trở về hoặc nút trang chính ở trên màn hình. 4. Giải đáp một số câu hỏi liên quan. Android 6 muốn chia đôi màn hình phải làm sao? Tính năng chia đôi màn hình chỉ hỗ trợ trên Android 7 trở lên. Các ứng dụng chia đôi màn hình hiện tại cũng chưa hỗ trợ trên Android 6, trừ các máy đã rút vốn mang tính rủi ro cao. Bạn hãy thử kiểm tra và cập nhật hệ điều hành cho điện thoại của mình xem sao nhé. Máy Android chính nhưng không có nút chia màn hình. Trường hợp này có thể là do bạn chưa kích hoạt tính năng chia đôi màn hình cho điện thoại. Bạn hãy thử vào cài đặt, đi tới mục tính năng nâng cao, chọn đa cửa sổ, bật tính năng chia đôi màn hình xem sao nhé. Trên đây là cách kích hoạt tính năng đa cửa sổ, chia đôi màn hình Android. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video hữu ích hãy cho mình một like chia sẻ và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra các video tiếp theo nhé cảm ơn các bạn